Hưởng ứng chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025, đồng thời thực hiện đề án xây dựng xã biên giới sạch về ma túy, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định hỗ trợ xây dựng 1.420 nhà ở cho các hộ nghèo tại 27 xã biên giới thuộc 6 huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương. Vui nhất ngày hôm nay là ba hộ gia đình các ông Huông Văn Dần, Huông Văn Mùi và Huông Văn Thủy cùng ở bản Văn Môn, xã Tam Hợp khi là những hộ đầu tiên được bàn giao nhà mẫu. Cái nhà cũ thì cũng đã có nhưng mà nó cũng mục nát ra rồi, không ở được nữa. Là bây giờ nhà nước với Bộ Công an người ta hỗ trợ cái nhà thì cũng cảm ơn người ta để làm cho cái nhà để ở, để con cái sau này mình đi làm về thì cũng năm hết Tết đến về á, là mình có thể là có chỗ ăn này rồi đón bạn bè về. Nếu mà ở với ông bà thì nó cũng hơi phức tạp. Mỗi căn nhà có diện tích khoảng hơn 46 m², mái nhà lợp tôn xốp, xung quanh lắp ghép bằng tấm xốp ốp tôn nhôm 3 lớp cách nhiệt. Đây là mô hình nhà đã được triển khai tại một số tỉnh như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Lai Châu. Phần nhà cố định 50 triệu đồng do Bộ Công an vận động hỗ trợ, phần làm nền, móng và vận chuyển nhà từ trung tâm huyện xã đến địa điểm lắp đặt do Ủy ban nhân dân huyện liên quan chịu trách nhiệm thực hiện. Cùng với Bộ Công an tỉnh Nghệ An cũng vận động xây dựng 1.000 căn nhà. Tổng số nhà ở cho người nghèo mà lực lượng công an hỗ trợ cho các xã vùng biên là 2.420 căn. Khó khăn là cái về mặt bằng và cái nguyên vật liệu thì đã đời sống của người dân đã nghèo. Thì tuy rằng là họ không muốn có vốn như chúng tôi đã kêu gọi quyên góp toàn của hệ thống cán bộ đảng viên trên địa bàn huyện để có ưu tiên cho những cái nhà mà quả thực là họ không có cái gì để hỗ trợ. Còn lứa nữa thì chúng tôi kêu gọi là cộng đồng, rồi là dòng họ, dòng tộc hỗ trợ để làm cái nhà. Và đặc biệt nữa là chúng tôi đi đến đâu thì chúng tôi sẽ khép kín cái tính pháp lý của về đất ở cho người dân. Và cái sự hỗ trợ của lực lượng công an huyện cho đến là bộ đội biên phòng, cho đến tất cả các lực lượng trên đài này, người ta đều chung sức góp lòng để người ta xây dựng. Và chúng tôi cũng khẳng định rằng là trong vòng từ giờ cho đến 30 tháng 4 thì chúng tôi đã hoàn thành 300 cái căn hộ của công an tỉnh, và đến 30 tháng 6 thì chúng tôi đã khép kín đến 302 do Bộ Công an là hỗ trợ. Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý bày tỏ sự cảm kích khi nhận được sự quan tâm đồng hành rất quan trọng của Bộ Công an khi đã cam kết ủng hộ hỗ trợ tỉnh 1.420 căn nhà, tương đương hơn 71 tỷ đồng. Đây là số lượng ủng hộ lớn nhất từ trước đến nay của chương trình và ủng hộ xây nhà tại địa bàn khó khăn nhất với quyết tâm hoàn thành sớm nhất. Đến thời điểm hiện nay, đã có 800 móng nhà được xây dựng. Công an tỉnh Nghệ An cũng đã bàn giao 150 căn nhà cho người nghèo ở xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ cho chương trình đảm bảo đúng đối tượng, xây dựng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng. Lãnh đạo tỉnh sẽ quan tâm, chỉ đạo, huy động các lực lượng từ tỉnh đến cơ sở tham gia đối ứng việc xây móng, trụ, cũng như lực lượng vận chuyển xây dựng để thực hiện việc lắp ghép, hoàn thành nhà nhanh nhất có thể nhằm sớm bàn giao nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Quyết tâm 2.420 căn nhà của Công an tỉnh, Bộ ủng hộ sẽ được hoàn thành trước ngày 19 tháng 8 năm 2023. Phát biểu tại lễ trao tặng, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an chân thành cảm ơn các đơn vị tài trợ, các nhà hảo tâm đã ủng hộ nguồn lực phối hợp cùng Bộ Công an hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ gia đình nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Chúc mừng ba hộ gia đình đầu tiên được nhận nhà từ nguồn vận động hỗ trợ, Thượng tướng Lương Tam Quang mong rằng với ngôi nhà mới, các gia đình có chỗ ở ổn định, kiên cố, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Đồng hành cùng chương trình của Bộ Công an triển khai tại Nghệ An, tại buổi lễ, 7 nhà tài trợ gồm chủ đầu tư dự án Eco Central Park, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã trao hỗ trợ với tổng số tiền 60 tỷ đồng.